Bakhmut nóng bỏng, Nga dồn ép Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến. Viện nghiên cứu chiến tranh, Nga tăng cường sử dụng bom lượn tầm xa dọc tiền tuyến. Nga cắt tuyến đường viện trợ của Ukraine gần Bakhmut. Israel cân nhắc làm ngập đường hầm của Hamas bằng nước biển. Hamas tấn công căn cứ Israel chứa tên lửa hạt nhân. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga đang dồn ép các vị trí của Ukraine dọc toàn bộ chiến tuyến theo hướng Soledar với trọng tâm là Bakhmut. Theo kênh Reba, quân Nga đang dồn ép các vị trí của Ukraine dọc toàn bộ chiến tuyến theo hướng Soledar với tâm điểm là Bakhmut. Ở phía Bắc, Nga đang phát triển thành công tại Krasnoye và Bogdanovka. Họ đã mở rộng được vùng kiểm soát tại khu nghỉ dưỡng Bakhmutsky phía tây nam thành phố. Theo kênh Sudia Maps, quân đội Nga đã kiểm soát một phần trang trại vườn ươm tại tuyến đường sắt phía nam hồ chứa Bakhmutsky. Vài tháng trước, lực lượng Wagner đã gặp phải những khó khăn trong việc giữ vững trang trại này, vốn nằm ở rìa của bước tiến tối đa của quân Nga trong trận Bakhmut. Trong khi đó, ở sườn phía nam, Nga cũng đã mở rộng một chút vùng kiểm soát gần Klitschivka, nơi các cuộc đụng độ chính diễn ra ngoài điểm cao chiến thuật gần ngôi làng. Giữa lúc Bakhmut hứng chịu nhiều đợt giao tranh bởi quân đội hai nước, Nga cũng tăng cường hỏa lực nhằm đánh chiếm các vị trí quan trọng khác tại phía đông Ukraine. Cụ thể, kênh Reba đưa tin, tại khu vực Kupiansk, quân nhân Nga tiếp tục đè bẹp hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Sinkovka. Ngoài ra, các binh sĩ Nga còn phá hủy một tuyến đường khác của đối phương tại đây, làm giảm đáng kể khả năng hậu cần của Ukraine. Trong khi đó, ở phía nam, tại khu vực Svatove-Kremenaya, Nga tiếp tục phát huy thành công của mình trên mỏm Toskoye, chiến đấu trên đường đến Teni. Theo một số báo cáo, Nga cũng đã tiến sâu hơn đáng kể vào khe núi Sirakaya. Ukraine đình kỳ phản công trong khu vực lâm nghiệp về phía Kremenaya nhưng vẫn chưa đạt được thành công. Tại khu vực Avdiivka, ở sườn phía bắc, quân Nga đã mở rộng vùng kiểm soát tại nhà máy than và hóa chất, cũng như vùng lân cận Stepovev. Các trận chiến định vị tiếp tục diễn ra ở sườn phía nam Sevenoye và Tonenkoye. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, quân đội Ukraine gần đây đã thực hiện một cuộc phản công gần Avdiivka và giành lại được một phần đất đã mất kể từ ngày 1 tháng 12. Đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm 4 tháng 12 cho thấy lực lượng Ukraine đang tấn công các vị trí của Nga trong một khu vực rừng phía nam Stenoye. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Avdiivka vào ngày 4 tháng 12 và đạt được những tiến bộ đã được xác nhận. Trong cùng ngày, đoạn phim định vị địa lý cho biết quân đội Nga đang tiến vào khu vực hồ chứa phía bắc Avdiivka. Ngoài ra, hình ảnh định vị địa lý bổ sung cũng cho thấy quân đội Nga đã tiến vào bên trong làng Stenoye, cách Avdiivka 5 km về phía tây bắc. Các blogger quân sự Nga tuyên bố rằng Nga đã củng cố quyền kiểm soát các vị trí trong và xung quanh Stenoye. Và một trong những blogger này cho rằng quân đội Nga đã tiến sâu 600 m vào một khu rừng phía đông nam Stenoye. Các blog Nga cũng cho rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần nhà máy than và hóa chất Avdiivka và trong khu công nghiệp ở đông nam thành phố. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hàng chục máy bay không người lái đã tấn công đồng thời vào bán đảo Crimea và các khu vực xung quanh biển Azov vào sáng sớm ngày 5 tháng 12. Cụ thể, quân đội phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 35 UAV xung quanh biển Azov và bán đảo Crimea. Cùng thời điểm diễn ra cuộc tấn công, hoạt động giao thông qua cầu Crimea cũng bị tạm đình chỉ. Các phương tiện di chuyển trên cầu cũng được yêu cầu thay đổi lộ trình theo hướng dẫn của nhân viên an ninh. Hiện chính quyền địa phương không đưa ra bất cứ thông báo cụ thể nào cho quyết định trên. Theo truyền thông Nga, lực lượng Ukraine đã không ngừng tổ chức các cuộc tấn công bằng UAV và phương tiện mặt nước không người lái USV nhằm vào bán đảo Crimea trong nhiều tháng qua. Quân đội Nga cũng cho biết vào tháng 10, hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã bị phát hiện và tiêu diệt trên Biển Đen và khu vực phía tây bắc bán đảo Crimea. Theo TASS, trong ngày 4 tháng 12, lực lượng Nga tại miền đông Ukraine đã thông báo về việc phong tỏa tuyến đường cao tốc cuối cùng được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Bakhmut và Soledar. Cụ thể, ông Alexei Selivanov, phát ngôn viên lực lượng Nga ở miền đông cho biết, quân đoàn viễn chinh đã tiến tới đường Bakhmut-Chersovya ở phía bắc Bakhmut. Các thành viên thuộc lữ đoàn miền Bắc và Vostove cũng đã cắt con đường tiếp tế cuối cùng dành cho các lực lượng của đối thủ ở Bakhmut-Soledar. Cũng theo ông Selivanov, việc kiểm soát tuyến đường tiếp viện này đã mở ra một cửa ngõ để quân đội Nga tiến vào thành phố Kramatorsk. Lực lượng phòng không của Nga vừa qua đã vô hiệu hóa hơn 40 máy bay không người lái UAV của Ukraine trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.
Trianovosti hôm nay 5 tháng 12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn hai đợt tấn công bằng 41 UAV của Ukraine trên biển Azov và khu vực bán đảo Crimea trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu. Trong đợt tập kích đầu tiên, phòng không Nga bắn hạ 22 UAV và áp chế điện tử 13 chiếc khác. Trong đợt tập kích thứ hai, toàn bộ 6 chiếc UAV bị chặn khi đang bay trên biển Azov. Theo RIA Novosti, nhà chức trách Nga đã đóng cửa cây cầu kết nối Crimea với lục địa Nga khi các vụ tập kích xảy ra, nhưng đã cho phép phương tiện lưu thông trở lại bình thường trong ngày 5 tháng 12. Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tập kích các mục tiêu Nga trong giai đoạn mùa xuân và mùa hè, nhưng ít khi gây thiệt hại. Các cuộc tấn công gần đây được tiến hành trong bối cảnh Kiev cho rằng Moscow có thể tăng cường không kích hạ tầng năng lượng ở Ukraine khi mùa đông tới. Truyền thông Palestine sáng ngày 5 tháng 12 đưa tin, Israel đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Khan Yunis phía nam Gaza. Theo tờ The Times of Israel, trong ngày 4 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel cho biết các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Gaza. Lực lượng này cho biết nhóm quân trên mặt đất đã chiến đấu với chiến binh Hamas, trong khi hỏa lực không quân Israel nhắm vào các bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm khác của Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Joab Gallant cho biết, lực lượng Israel sẽ ở lại Gaza cho đến khi cơ sở hạ tầng của Hamas bị phá hủy hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rắn với lực lượng Hamas ở phía nam Gaza. Ông Gallant nói rằng lực lượng Israel đang chiến đấu hết mình, các chỉ huy lèo lái hiệu quả chiến dịch và điều này sẽ khiến Hamas sớm tan rã ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza. Tờ Wall Street Journal ngày 4 tháng 12 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã lắp một hệ thống máy bơm lớn, qua đó có thể dùng để làm ngập các đường hầm của lực lượng Hamas tại dải Gaza. Theo đó, vào khoảng giữa tháng 11, quân đội Israel đã hoàn thành lắp đặt 5 máy bơm ở vị trí cách trại tị nạn Ansanti, 1,6 km. Những máy bơm này có thể bơm hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ, làm ngập các đường hầm chỉ trong vài tuần. Không rõ liệu Israel có cân nhắc sử dụng những máy bơm này trước khi tất cả các con tin được thả hay không. Lực lượng Hamas trước đó khẳng định các con tin đang ở những địa điểm và đường hầm an toàn. Tờ Wall Street Journal cho biết một quan chức lực lượng phòng vệ Israel từ chối bình luận về kế hoạch làm ngập các đường hầm. Tuy nhiên, ông này nêu rõ, lực lượng phòng vệ Israel đang triệt phá khả năng khủng bố của Hamas bằng nhiều cách, sử dụng công nghệ kỹ thuật và quân sự khác nhau. Hiện hãng thông tấn Reuters của Anh chưa thể xác minh được thông tin trong bài đăng ngày 4 tháng 12 của Wall Street Journal. Theo New York Times, tên lửa do Hamas phóng từ dải Gaza hôm 7 tháng 10 đánh trúng một căn cứ nhạy cảm của không quân Israel, nơi được cho là có một số tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Israel. Trích dẫn hình ảnh vệ tinh, tờ New York Times cho hay, một tên lửa đã bắn trúng khu vực lân cận căn cứ không quân Sdotmitra gần Beit Shemesh vào sáng ngày 7 tháng 10 khi Hamas bắn hàng nghìn quả tên lửa vào miền nam Israel. Tờ báo Mỹ cũng cho hay, mặc dù các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân không bị bắn trúng, nhưng cuộc tấn công của Hamas đã khiến lửa bùng cháy gần các cơ sở lưu trữ vũ khí nhạy cảm Israel. Theo các chuyên gia, hầm chứa tên lửa hạt nhân được xây dựng sâu kiên cố trong lòng đất. Một đám cháy khó có thể tác động làm nổ tung hầm chứa. Không rõ liệu cuộc tấn công vào căn cứ không quân Israel chỉ đơn giản là một phần của cuộc tấn công chung hay là có chủ đích của Hamas. Hiện Hamas vẫn chưa bình luận về thông tin này. Trong ngày 4 tháng 12, một quan chức địa phương cho biết quân đội Nigeria đã ném bom nhầm địa chỉ vào đúng một ngôi làng ở bang miền Bắc Kaduna, khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng. Ủy viên phụ trách an ninh nội bộ và nội vụ của bang Kaduna, ông Samuel Aduan, cho hay quân đội Nigeria đã thừa nhận sai sót trong cuộc họp giữa các bên liên quan cùng ngày với các quan chức chính phủ sau vụ việc bi thảm hôm 3 tháng 12. Ông Aduan cho biết vụ việc diễn ra như một phần của chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố trong khu vực. Tuy nhiên, do tính toán sai lầm nghiêm trọng, cuộc không kích đã đánh trúng một khu dân cư chứ không phải mục tiêu dự kiến, gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau vụ việc đáng tiếc này, trong khi hàng chục người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để cứu chữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!